thay lời cho gia đình tang chủ trân trọng cảm ơn tới các đồng chí trong ban tổ chức lễ tang của phố Ba Đình, Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Xin trân trọng cảm ơn tới các cơ quan ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các gia đình thông gia, gia đình bạn bè thân hữu gần xa cùng bà con trong và ngoài phố đã có mặt trong lễ tang của chồng cha ông. Chúng tôi về với gia đình cuối cùng trong lúc này còn rất nhiều ý nghĩa, gia đình kính mong được chúng ta được thấy một lần nữa. Xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn tất cả các quý vị. Và ban tổ chức lễ tang cũng xin gửi lời chân thành gia chủ trân trọng kính mời bà con sau khi lễ di quan ông ra gia đình trong cô bác. Chúng ta lên xe và gia đình tăng chủ được tình thắng là chiếc xe khách 2 để mời bà con cô bác cũng như anh em họ hàng trong gia đình. Chúng ta lên xe để tiếp tục công tác chúng tôi và thân hoàn của quốc tế đầu tiên. Xin trân trọng kính mời. Quay chim cho mình ăn đi. Đâu có bà nào biết quay cái máy nào đấy. Rồi quay một máy rồi đi. Ta đi coi. Để mua quay một máy.